Ngày 24 tháng 7, thứ sáu tuần 16 thường niên. Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được nên sinh hoa kết quả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện để hạt giống sinh hoa kết trái. Hạt gieo trên đất tốt sinh hoa kết quả. Thiên Chúa thật hào phóng, người không ngại gieo hạt giống Giêsu vào cuộc đời này và gieo vào bất chấp mọi địa chỉ lòng người thế nào. Sứ mệnh của hạt giống là phải mục nát đi, bén rễ, nảy mầm, nên cây, sinh hoa kết trái. Nhưng số mệnh của hạt giống thì thật là hầm hiu bi đát, vì rất muốn chu toàn sứ mệnh nhưng lại bị nhiều địa chỉ vô tâm, hờ hững hoặc chối từ. Hạt giống tha thiết với lòng người mà lòng người chẳng thiết tha với hạt giống. Tin mừng khát khao nên niềm vui, nỗi mừng vĩnh cửu cho con người, mà con người thì dành trọn những ước muốn cho niềm vui. Nỗi mừng phù du chóng vánh, thật đáng tiếc cho con người không nhận ra tình thương vô cùng của người gieo giống. Thật là hào phóng, thật là đáng yêu. Lòng ta ơi, có lẽ nào cứ mãi là một vệ đường hờ hững, có lẽ nào hoài cứng cỏi như sỏi đá cằn khô, có lẽ nào tùm mãi những tham vọng hư vô, sao chẳng biết thương thân mình rồi mai đây tan tác. Vâng, hạt giống Giêsu và tin mừng của người là quà tặng, nhưng không do lòng xót thương vô cùng của Thiên Chúa. Thế mà chúng ta không mở lòng đón nhận thì đúng là mình dại dột biết chừng nào. Bấy nhiêu năm trên đường dương thế đang đi vào ngõ cụt là sự chết ngàn thu, mà không biết đón nhận con đường dẫn về sự sống mới, còn lưu luyến, còn cuốn quýt mớ phù vân kia đến bao giờ. Hãy mau dọn lại tâm hồn, đốt sạch những rác rưởi tham vọng phù du, quăng biệt đi những đá sỏi kiêu căng ngạo mạn bất cần, cày xới lên những khát khao chân chính, để tâm hồn thành mảnh đất tốt tươi mỏng mỡ. Hãy đón nhận hạt giống Giêsu vào lòng, để tin mừng sinh hoa kết trái là đức công chính và ơn cứu rỗi. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con đón nhận lời người và quyết tâm sống theo lời người dạy. Amen. Nhìn lên trong đôi mắt Chúa chẳng có
điều còn sai lỗi. Nhìn sâu trong trái tim người, chẳng có bóng đêm tội đời, chỉ có đức từ bi thôi, chỉ có lòng thương xót thôi, chỉ có đức khoan dung và chỉ có ơn thứ tha vô cùng. Tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi. Tình yêu lòng lành mặt Chúa rọi chiếu trần gian hoen ua, lòng thương trong trái tim người, ngọn lửa cháy thiêu tội đời, ngọn đuốc sáng ngời tình khôi, nguồn sáng ngàn năm chiếu soi, nguồn sáng Chúa xót thương là vầng dương ơn thứ tha khôn lường. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại, có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì người không muốn nhớ. Ôi lòng Chúa xót thương bên an vui suối mắt tình khôi, con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi. Lòng con luôn luôn tin thác vào Chúa giàu lòng thương xót, đời con trong trái tim người chẳng có phút giây xa rời. Lạy Chúa, Chúa hằng yêu con, lạy Chúa hằng thương xót con, lạy Chúa, Chúa khoan dung, nguyện người ban ơn thứ tha vô cùng. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại, có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì người không muốn nhớ. Ôi lòng Chúa xót thương bên an vui suối mắt tình khôi, con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi. Nhìn lên trong đôi mắt Chúa, chẳng có điều còn sai lỗi. Nhìn sâu trong trái tim người, chẳng có bóng đêm tội đời, chỉ có đức từ bi thôi, chỉ có lòng thương xót thôi, chỉ có đức khoan dung và chỉ có ơn thứ tha vô cùng. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại, có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì người không muốn. Chúa xót thương bên an vui suối mắt tình khôi, con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi.